cha trương bưu diệm, lạy cha trương bưu diệm. Amen. Xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình nhiều kỳ ơn cha diệp do trương bưu diệp Paul Sơn thực hiện xin được tiếp tục với tập 311. Trong tập này, chúng tôi xin giới thiệu các nhân chứng ơn lành. Chị Hà Cao, thành phố Phoenix, Arizona. Anh chị Lê Đăng Bình, Uyên Thu Thảo và bé Lê Vi, thành phố Santa Ana, California. Anh Phạm Đăng Danh, thành phố Anaheim, California. Mở đầu chương trình, xin mời quý khán thính giả theo dõi chia sẻ ơn lành của chị Hà Cao, hiện đang sinh sống tại thành phố Phoenix, Arizona. Con trai của chị lúc được 1 tuổi hay bị bệnh. Nhà thương phát hiện cháu bị nhiễm virus rất nặng. Vì biết cha Diệp, chị đã cầu xin cha cho cháu qua được cơn nguy hiểm và mau chóng bình phục. Cha thật linh thiêng, cháu đã nhanh chóng khỏe lại như bình thường và cho đến nay bệnh không tái phát. Ngoài ra, gia đình chị còn nhận được rất nhiều ơn lành khác qua lời cầu bầu của cha Diệp. Chị muốn chia sẻ tới mọi người rằng, cho dù bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững lòng tin cha sẽ không bao giờ bỏ mình. Lòng tin yêu tha thiết con ngài vàng, vượt biển dấu chân gian ngàn nguy khó. Đau cuộc sống. Em tên là Cao Thị Thu Hà, em ở Phoenix, tiểu bang Arizona. Em có nhận rất được nhiều ơn của cha Diệp. Ơn gần đây nhất á, là giấy tờ của em, mọi việc đến với em rất là trôi chảy. Và thật sự trước đây em rất là khó khăn, thử thách rất là nhiều. Em cứ cầu nguyện, xin cha cầu bầu và giúp đỡ em trong những cái thời gian mà em căng thẳng. Rồi cha cứ lần lượt giúp em vượt qua được. Nhiều khi em không có thấy được cái kết quả một lần, nhưng mà cha mọi việc cứ đến từ từ. Và em cảm nghiệm là mọi thứ giống như là Chúa sắp đặt vậy đó. Cứ việc này đến, việc kia đến. Có nhiều khi khó khăn lắm, nhưng mà nhiều khi mình không thấy kết quả gì hết trơn đó. Nhưng mà cứ tiếp tục giữ vững lòng tin mình, phó thác nơi Chúa, nơi cha. Rồi tự nhiên mọi việc nó cứ đến. Mình không có ngờ được là Chúa che chở, sắp xếp cho mình mọi việc kết thúc rất là tốt đẹp. Thì em muốn chia sẻ với mọi người đó là trong bất kỳ cái hoàn cảnh nào, cho dù mình làm một cái việc gì sai trái, mà mình thật thành tâm, mà mình trở về, mình hối lỗi rồi, giống như là mình quay về với cha mẹ mình, mà cha mẹ mình không bao giờ bỏ mình hết trơn đó. Thành ra em nghĩ là trong mọi hoàn cảnh mà mình phó thác vào Chúa, vào mẹ, và nhờ lời chuyển cầu của cha Trương Bửu Diệp, thì mọi việc lúc nào không thể sẽ thành có thể. Cái ơn mà em cảm thấy là muốn chia sẻ với mọi người đó là cách đây khoảng 2 năm, con trai của em bị RSV á, rồi cái phải vô bệnh viện, nhưng mà rất là khó thở, rồi vô nằm 5 ngày ở ICU, rồi em cứ cầu nguyện với cha liên tục như vậy đó, rồi cuối cùng thì bé khỏe mạnh. Thì em chỉ muốn chia sẻ một cái thông điệp đó thôi, là mình trong cái cuộc sống mà tất bật như ngày hôm nay, mọi người có thể xa với Chúa, xa với đức tin, thì mình cho dù mình có thay đổi, mình có xa Chúa, xa mẹ, rồi mình làm những cái việc nó không đúng đi chăng nữa, nhưng mà khi mà mình trở về, mình thực sự mình thay đổi đó, thì Chúa mẹ không bao giờ bỏ mình trong mọi hoàn cảnh. Em cảm giác hả, lúc mà vô phòng cầu nguyện ấm áp vô cùng luôn. Cảm thấy là trời ơi, sao mà mình không ngờ là giữa một cái nơi đông đúc như vậy mà có một cái chỗ đó mình cầu nguyện, mình tâm sự với cha, rồi có chuyện gì mình cũng nói mà rất là thoải mái và cảm thấy linh thiêng.
Đối với em á, thì á, khi mà mình cầu nguyện mà mình chưa được á, thì mình cứ tiếp tục cầu nguyện và mình làm những cái gì trong cái khả năng của mình làm được, chứ không phải là thí dụ mình cầu nguyện rồi mình cứ buông xuôi, mình không có làm gì hết. Hoặc là cầu nguyện ở đây là một cái lòng tin phó thác, chứ không phải là tin dị đoan mê tín là xin là được, xin phải là được. Nhưng mà trong cái quá trình mà mình xin và mình cầu nguyện, mình trưởng thành lên trong cái đời sống bình thường cũng như đời sống đức tin của mình, nhiều khi mình cầu nguyện chưa được, mình nản lòng, nhưng mà đến một lúc nào đó mình được cái chuyện đó rồi, mình cảm thấy là mọi cái sự sắp xếp, sắp đặt của Chúa rất là hoàn hảo đối với mình. Đúng thật là nhiều khi lúc đó mình chưa được, chưa phải lúc. Dạ. Dạ. Tại vì mọi lúc, mọi sự mà Chúa ban cho mình nó đến một cái lúc đúng, phải đúng thời điểm. Dạ. Thành ra khi mà những lúc mà mình chưa được đó, thì đừng bao giờ ngã lòng hết. Bởi vì những cái lúc đó là những lúc mình cần suy ngẫm và mình sẽ trưởng thành lên rất là nhiều trong cái đời sống thường của mình cũng như cái đời sống đức tin, niềm tin của mình mỗi ngày trưởng thành. Dạ. Thì em muốn nói là với tất cả mọi người, đặc biệt là mấy bạn trẻ đó, mỗi khi mà mình có cái chuyện gì khó khăn, thử thách, mình đừng có giống như là mình bỏ cuộc hay là mình chán nản. Mình cứ cố gắng, mình làm rồi mình cứ chạy đến với cha, nhờ cha cầu bầu, rồi mình phó thác vào Chúa, thì mọi sự nó sẽ tốt đẹp theo thời gian. Cha trương bưu diệp hy sinh thân mình cho niềm tin bên Chúa yêu người. Cha trương bưu diệp quyên chi hiến mình đáp lại tiếng gọi Chúa tình yêu. Anh chị Lê Đăng Bình, Uyên Thu Thảo và bé Lê Vi hiện đang cư ngụ tại thành phố Santa Ana, California. Trước đây khi anh Bình chưa sang định cư cùng gia đình, chị Thảo thường đưa bé Lê Vi đến văn phòng cha Diệp cầu nguyện. Chị kể, mỗi lần gặp cha, bé khoanh tay đọc kinh, nhắm mắt và khấn nguyện rất nghiêm trang. Bé Lê Vi năm nay 4 tuổi đã chia sẻ, mỗi lần đến văn phòng cha Diệp, con đều cầu nguyện để ba mau sang đây với con. Con cũng cầu nguyện cho ba mẹ, ông bà ngoại và dì út được mạnh khỏe. Ngay sau đây là câu chuyện kể của gia đình bé Lê Vi. Con đây là Vi Lê, còn ba con đây là Bình Đăng Đơ, mẹ con đây là Uyên Thu Thảo. Gia đình con sống ở Santa Ana, California. Con cầu nguyện nô ba được mạnh khỏe, con được cầu nguyện nô ba được bán hàng nhiều, con cầu nguyện nô ba qua đây với con. Dạ, cách đây 3 năm thì bà ngoại bỏ lại hai mẹ con qua đây, ba ở Việt Nam qua sau. Rồi sau đó hai mẹ con ở đây thì buổi chiều em cho bé đi học về, em thường dẫn bé mỗi lần đi ngang đây thì bé nói muốn vô cho Diệp để cầu nguyện. Nhưng mà mục đích bé vào đây thì bé đọc kinh và cầu nguyện là cho ba được, mục đích chính của bé là cho ba được nhanh phỏng vấn đậu được qua đây với con. Thì lúc đó có hai mẹ con, thì bây giờ ba đã phỏng vấn đậu và ước mơ của bé là ba cùng phỏng vấn đậu và cùng được đi qua đoàn tụ với gia đình. Dạ anh chị, lúc em với bé qua thì bé được 16 tháng, thì bây giờ bé được 4 tuổi rưỡi. Em có nói nhiều và bé cũng thường xuyên đây, và trần hạt của bé với lại tất cả mọi hình tượng của bé đều có trong cặp, và chỗ ngủ của bé là đều có hết. Dạ, thường thì mỗi tuần hoặc là hai tuần thì em đi học đón bé về ngang đây, thì bé thường là nó bắt em là phải vô trong đây để cầu nguyện. Con nguyện được ba được qua đây với con, được phỏng vấn nhanh qua đây với con. Đúng rồi. Rồi con cầu nguyện gì nữa không? Con cầu nguyện đôi ông bà ngoại mạnh khỏe, con cầu nguyện đôi thì út em về con rất được mạnh khỏe. Đúng rồi. Con muốn đọc kinh nào? Maria. À, con đọc kinh, con đọc lớn lên cho cô nghe. Con đọc đi. Kính mừng Maria, thầy hạnh phúc Đức Chúa Trời, ở cùng ba bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, qua Giêsu con lòng ba vừa phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời trụ, cầu cho chúng con là kẻ có tuổi khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Dạ. Lại ta. À, con lại cha con đọc không đi, con đọc lớn nha.
Lại ra chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh ra cả sáng. Nước ta trị đến, ý ta thừa hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin ta cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Và ra nữa chúng con, như chúng con cũng có kẻ có nữa chúng con. Xin Chúa trợ chúng con sao cứ tư cảm được. Nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Những cái lần như vậy là mẹ của bé có quay video lại và gửi về cho ba xem. Nói chung là mình thấy con nó rất là nhớ mình. Nó cầu nguyện, nó rất là tha thiết để mong ba đi qua với con. Dạ thưa chị, mỗi lần em gặp những cái chuyện gì hay là như thế nào, thường như buổi sáng em đi làm hoặc là tối thì em đều đọc kinh và cầu nguyện và xin ơn phù hộ từ cha. Muốn nói gì không? Cảm ơn cha, con cảm ơn cô. Đọc phù hộ cho gia đình con được như thế nào? Con nói đi. Đọc phù hộ được gia đình con được mạnh khỏe, bình an. Bình an. Chỉ vì yêu cha Diệp hiến dâng, vì niềm tin cha Diệp quên mình. Cha Diệp quyết tâm hiến màu đào làm chứng cho tình yêu. Anh Phạm Đăng Danh hiện đang là cư dân của thành phố Anaheim, California. Tháng 5 2019 vừa qua, ba của anh, 84 tuổi, đang sinh sống tại Pháp, bất ngờ bị té và mất nhiều máu. Vừa nghe tin, anh vội đến văn phòng cha Diệp để cầu nguyện cho ba của mình mau lành lặn trở lại. Hiện nay sức khỏe của ông đã tốt hơn rất nhiều. Anh Danh chia sẻ, không phải cứ cầu nguyện là được ngay, phải có niềm tin và lòng kiên nhẫn. Em tên Danh Phạm Đăng, và em sống ở Anaheim Hill, California. Cầu nguyện cho hết gia đình bệnh phục. Ba của em ở bên Pháp, bà ngoại của em ở bên Pháp luôn, mấy cậu, mấy dì, cha mẹ, bạn bè có nhiều sức khỏe, có nhiều may mắn, mấy đứa cháu luôn, mấy đứa cháu có nhiều tương lai, có gặp được may mắn. Cầu nguyện cho cha mâm phổ cho ba của em sống được lành lợi. Cảm ơn cha nhiều, đã phù hộ cho ba của em bình phục lại. Phù hộ cho dì Thu của em mà ở Temecula ở đây nè. Ở Temecula cũng bị bệnh đó, bây giờ cũng thấy dì Thu của em cũng cười, cũng nói chuyện nhiều, cũng bình phục lại, giờ em cũng mừng. Thằng Thiêu, em cũng qua đây để tạ ơn cho dì của em luôn. Mỗi năm má cũng cầu nguyện, má qua đây cũng tạ ơn cho chung bữa diệm luôn. Họ phải biết giờ không phải là mình cầu nguyện là mình có liền đâu. Phải chờ, phải nhẫn nhại một chút, phải patience. Nhưng mà mình phải tiếp tục tin. Các câu chuyện ân lành vừa kể được Trương Bùi Diệp Foundation ghi lại chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm chứng cho sự cầu bầu linh thiêng của cha. Do đó, các câu chuyện này không nhằm đưa ra lời khuyên nhủ hay hướng dẫn về y học, mà chỉ nói lên niềm tin của mỗi người đối với cha Trương Bụ Diệp. Chúng tôi mong rằng những câu chuyện ân lành cha Diệp sẽ đem đến niềm tin, hy vọng và sự bình an cho những ai đang cần đến. Sau đây là phần tin tức trong tuần từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 12, 2019. Nhân chứng ân lành, trong tuần qua có gia đình anh chị Thông Vũ, Tuyền Nguyễn đến văn phòng chia sẻ ân lành làm nhân chứng cho cha. TV show Ân Cha Diệp tập 310 đã được phát trên YouTube và trên DirecTV Việt Face Channel 2033 vào Chủ nhật ngày 29 tháng 12, 2019. Quý vị cũng có thể xem các chương trình Ân Cha Diệp trên YouTube và trên website của hội tbdf.org. Câu chuyện trong tuần, cha là chỗ nương tựa cậy trông. Sáng ngày 24 vừa qua, cô chú Phương Võ Đan Bùi từ Rosemead, California đến văn phòng cha Diệp để cầu nguyện và gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến các anh chị em thiện nguyện viên. Chú Đan dù đã 72 tuổi
nhưng trông rất nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Chú chia sẻ, năm 2013, biết tôi gặp khó khăn trong cuộc sống, một người bạn ở Việt Nam gửi tặng tôi tấm hình cha Diệp và nói hãy tin tưởng và cầu nguyện với cha. Từ đó chúng tôi có được chỗ nương tựa và cậy trông trong cuộc sống. Nhân lúc vui chuyện, cô chú kể những ơn lành nhận được qua lời cầu bầu của cha Diệp. Như khi gặp khó khăn trong công việc, cả chú và cô cầu xin cha thì được giới thiệu và làm trong hãng sản xuất găng tay, cung cấp cho quân đội Mỹ. Được trả lương cao, bảo hiểm sức khỏe và benefit rất tốt. Năm 2018, trong lúc dọn nhà, chú Đan không may bị tủ lạnh đè, nên cột sống bị chấn thương. Chú liền để nước dưới chân bàn thờ cha, xin cha làm phép rồi uống. Cũng tin tưởng cậy trông cha chữa lành. Hơn một tuần sau đó, chú có hẹn gặp bác sĩ và đi chụp hình phim. Kết quả chụp phim thấy cột sống của chú bị nứt, nhưng bác sĩ không hiểu vì sao chú có thể chịu đựng được suốt một tuần qua. Chú khẳng định chính nhờ cha thương, cầu bầu giúp mà chú không bị thương nặng và hồi phục nhanh chóng như vậy. Tuổi già mang nhiều bệnh tật, nhưng cô chú cầu nguyện với cha và tin có cha luôn che chở. Chương trình truyền hình Ơn Cha Diệp sẽ được phát vào lúc 4 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần giờ California trên đài DirecTV Vietpay Channel 2033 tại 50 tiểu bang trên toàn Hoa Kỳ. Chương trình này cũng được phát thường xuyên trên YouTube và website tpdf.org. Buổi cầu nguyện tháng tới sẽ vào thứ Năm, ngày 6 tháng 2, 2020. Kính mời quý ông bà, anh chị em đến tham dự để hiệp thông cầu nguyện. Người ở xa có thể xem trực tiếp live trên YouTube, Facebook và trên website tbdf.org. Báo ơn lành số 95 đã được phát hành vào ngày 1 tháng 1, 2020. Mời quý độc giả đến nhận tại văn phòng Trương Bùi Diệp Foundation. Người ở xa có thể xem trên website tbdf.org. Để nhận tin từ Trương Bùi Diệp Foundation qua cell phone, soạn tin nhắn TBDF rồi gửi đến số 797979. Xin khấn qua số phone 714-702-5129. Gửi lời khấn trực tiếp đến cha Diệp bất kỳ lúc nào, 7 ngày trong tuần, 24 trên 24 giờ mỗi ngày. Những lời khấn này sẽ được phát cho cha nghe trong ngày. Chương trình truyền hình Ơn Cha Diệp tập 311 xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Xin thân ái kính chào quý vị. Lạy Cha Trương Bưu Diệm, lạy Cha Trương Bưu Diệm.